tên là Thái Nguyễn, Nguyễn Thái, sinh năm 1966 tại Sài Gòn. Rồi sau 1975, gia đình tôi dời về Bảo Hòa Long Khánh. Lúc đó không biết là đi kinh tế mới hay là quyết định ba mẹ như thế nào, thì mình lúc đó còn nhỏ thì mình chỉ đi theo bố mẹ thôi. Thì xuống dưới đó thì ở trong cái chỗ đó là giống như là trong trong rừng á, và đi làm đi vào đó là khai hoang, và trong rừng đó là khai hoang, thì khai phá được bao nhiêu rừng đó, thì mình được bao nhiêu đất, rồi làm ruộng làm rẫy. Thì ở trong đó thì rất là khổ cực, giống như cuộc sống từ trong đó mà đi ra ngoài đường là mất cũng phải 6-7 cây số mà đường rừng không. Nên phần thì sốt rét giống như nước nước độc á. Rồi ở trong đó rất là cực khổ. Rồi sau một thời gian ở trong đó thì mới dọn ra, đi ra ngoài cái đồn của Việt Nam Cộng Hòa, cái đồn lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì lúc đó thì chính quyền Cộng sản thì họ mới cho một một cái nhóm người giống như đó là ở trong cái khu đó. Thì mới là mỗi người một lô đất, rồi bắt đầu mới dựng nhà, dựng lều, dựng nhà lên để làm cái chỗ mình cư ngụ vậy. Thì trong lúc mà trong thời gian đó thì gián đoạn không có đi học. Thì sau đó thì mới là khi mà dọn ra cái đồn đó thì gần thì đó bắt đầu mới đi học. Thì đi học thì học cũng thời đó thì giống như mình là con của gọi là Việt Nam Cộng Hòa, thì họ gọi là con của quỷ quân ngụy quyền, nên nó cũng có những cái sự bị kỳ thị. Rồi đi học thì cũng chẳng có cái tương lai gì, cũng nên học lúc đó cũng chưa hết lớp 6 đã nghỉ học rồi, đã đi làm ruộng làm rẫy rồi. Thì đó hồi xưa đi học là muốn đúng lên lên học là phải có lý lịch tốt, giống như là phải là, chứ còn con của ngụy quân ngụy quyền thì cũng không có học được cái gì hết, nên thôi đi làm ruộng làm rẫy luôn. Lúc đó thì cuộc sống rất là giống như mình từ ở thành phố về thì cũng đâu có kinh nghiệm về để mà làm ruộng làm rẫy gì đâu. Thì làm thì cũng rất là vất vả, giống như cái mọi thứ đều làm bằng tay bằng chân hết, như là cuốc hay là gieo hay là trồng khoai, trồng bắp, cái gì cũng là mình làm bằng tay hết. Nên cái mức mà cái gọi là cái sản xuất thì không được bao nhiêu, mà cái gì mình cũng lệ thuộc, giống như cái gì mình cũng đồ ăn, nước mắm, nước muối, cái gì cũng phải bán lúa bán gạo để mà mình mua. Nên nó làm giống như là gặp được mùa thì có ăn, mà nhiều lúc không được mùa là đến tháng 3, tháng 2, 3, tháng 4 là đói rồi, hết hết gạo, hết lúa rồi. Thì lúc đó thì cũng giống như là ăn khoai, ăn bắp, ăn khoai mì, khoai lang, rồi sống thì nói chung là nhiều lúc cũng không có mà khoai mì, khoai lang mà ăn nữa, ăn phải ăn thân cây chuối, hoặc là ăn những rau lang, những đi vào trong rừng đào những củ khoai mài để mà sống, hoặc đi ra đi có những năm mà lúa bị thất mùa phải đi đi tới những cái bến xe đi lượm những hột mít, hột sầu riêng người ta ăn, rồi mình lượm về rồi mình luộc lên mình ăn giống vậy đó. Chung là còn học vấn thì đâu có hồi xưa nhỏ thì mình cũng thật ra mình cũng thơ ngây, mình cũng đâu có nghĩ nhiều đâu có, nhưng mà cái dưới cái chế độ cộng sản thì nó hà khắc, nó giống như ban đêm á mà nghe tiếng chó sủa là sợ lắm, thì giống như là nó vào nó bắt, giống như tụi du kích á, nó vào nó bắt, nó lục soát nhà rồi nó bắt đi, không biết cái bắt dẫn đi đâu. Thì mình cũng có ông anh cũng bị bắt đi, hồi đó là nó cũng ông anh thứ ba cũng bị nó bắt đi, thì nó nói là ghép vào cái tội phản động, giống như cái tội mà gọi là phản động là không biết, là giống như theo mà cái ông Võ Đại Tôn hay cái gì đó không biết, nhưng mà cái thời đó là bắt đi một thời gian. Thì
sống trong lúc nào cũng trong cái sợ hãi, và mà cuộc sống vừa sợ hãi vừa khó khăn thì thấy nó, rồi nó bắt đi làm hợp tác xã đất đai, bắt đầu sau khi mình khai hoang rồi bắt đầu nó mới lấy hết đất đai của mình, rồi bắt đầu nó mới chia ra, nó nói người nào thích đi làm ruộng làm rẫy thì nó chia ra thì làm hợp tác xã. Thì nói chung là nó nói là làm theo, gọi là làm theo mà năng lượng mà hưởng theo nhu cầu, nghe thì rất là hấp dẫn nhưng mà thật ra giống như là làm cái gì cũng vào, giống như tụi cộng sản, tụi chính chính quyền đó là nó nắm nắm hết, là mình không có được một cái tự do gì hết, giống như là từ cái gì cũng phải mua hợp tác xã, rồi cuộc sống rất là khó khăn và giống như bị nó kỳ thị vì mình là của con ngụy quân người quyền vậy đó. Rồi từ đó thì nhiều người ta mơ ước đi vượt biên, nói chung để tìm cái tự do. Trước năm lúc ba mẹ tôi là di cư từ ở ngoài Quảng Bình đi vào trong Nam là năm 1954. Thì lúc đó ba tôi, thì trước thời ông Diệm á, ba tôi làm cho Liên đoàn An ninh Thủ đô, rồi sau đó thì ba mới làm công chức. Còn hai người anh trai thì đi không quân. Còn mấy chị thì lúc đó cũng học sinh hoặc là gì đó, rồi tôi thì cũng là học sinh thôi. Ba thì lúc mà ba tôi thì lúc vô thì cộng sản vô thì lúc đó làm công chức rồi nên đi 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 tù thì cũng không đi giống đi đi tù thì cũng giống như cũng không bao lâu. Thì mấy ông anh của tôi là chỉ là không quân, cũng là lính thường nên cũng chắc đi 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 cải tạo cũng mười mấy 20 ngày cũng nhớ. Cái thời thời điểm đó là cái đi đi vượt biên, là đi tìm tự do là ước mơ của rất là nhiều người, nhưng mà không có bao nhiêu người có cái khả năng có điều kiện để đi. Vì muốn đi á là cái thời điểm đó là những cái người ta thứ nhất là ở gần biển, thứ hai phải có tiền có vàng để mà móc nối theo những cái đường dây đi, mà đôi lúc móc nối cũng không không có phải là dễ móc nối nữa, tại bị lường gạt nhiều nữa rồi. Thì cái đó là ước mơ rất là nhiều người, ai cũng muốn đi tìm tự do, về sống trong cái sự mà nó hà khắc rồi nó kiểm soát rồi cuộc sống nó kinh tế vừa khó khăn rồi tự do không có, nên ai cũng muốn đi tìm tìm cái đường mà đi vượt biên. Thời điểm đó đi vượt biên là rất là một cái không phải dễ, phải có tiền có vàng. Thì cái thời điểm đó là tôi có một ông anh bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, thì ông anh của tôi đi ra đảo Phú Quốc làm lính ở ngoài đó, rồi sau đó thì mới về dẫn tôi đi đi ra ngoài Phú Quốc, rồi từ đó mới tìm đường đi vượt biên. Thì khi mà đi ra tới Phú Quốc đi với người anh, thì lúc người anh đi mới dẫn ra ngoài Phú Quốc, thì đi trên chiếc tàu, mấy cái tàu hàng á, thì ông anh ổng ngoài đó nên ổng cũng quen biết nhiều, thì ổng dẫn ra ngoài đó. Thì ở ngoài đó thì khi mà ra đó thì ở nhà bà má nuôi của ông anh á, thì ở đó thời gian thì cũng trong ở đó cũng như tháng 8 năm 1984 đến tháng 11, thì trong mấy tháng đó thì cũng cũng đi làm lặt vặt cái này cái kia, rồi chờ cái thời gian để mà đi. Thì lúc đó là chỉ ông anh đó, thì ổng lo hết, ổng giống như ổng lo để mà đóng chiếc xuồng 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 chèo để đi, chỉ có bốn đứa đi thôi, bốn bốn người đi thôi, cũng chẳng có một cái gọi là tổ chức cái gì hết á. Chỉ là có mấy người quen bên bà má nuôi đó, rồi trả tiền cho họ đóng chiếc xuồng chèo bốn đứa đi thôi. Thì chiếc xuồng nó khoảng cỡ, mình nghĩ chắc khoảng cỡ 5 thước, bề dài khoảng 5 thước mà bề ngang khoảng cỡ 1 thước, thước rưỡi hoặc hơn 1 thước một chút xíu. Thì chiếc xuồng nó được đóng rồi giấu ở trên cái đảo, trên giống như trên cái đồi đó. Rồi tối lúc đó tối là bốn đứa mới khiêng chiếc xuồng đó mới xuống biển, tại đảo Phú Quốc mà, thì
trên đó thì khiêng xuống là tới cái dưới đó thì trên chiếc xuồng thì cũng chẳng có đồ ăn gì nhiều, chỉ có mấy chục lít nước, chứ là ít cam, rồi gạo khô, rồi không có hải bàn, không có máy móc, không có gì hết, chỉ là đi bằng cái buồm. Cái buồm, thật ra cái buồm đó là nó dùng cái bao bao gạo ba chỉ xanh đó. Ở Việt Nam mà đó là 100 kg bao gạo bự á, thì làm cái buồm giống như là mình muốn đi hướng bên phải á, thì mình bẻ cái buồm qua trái thì nó thổi, còn mình muốn đi bên trái thì mình bẻ qua phải thì nó thổi, thì nó thổi đi đâu đó thì nó đi thôi. Thì lúc mà trước khi đi thì ông anh cũng hỏi mấy cái người đánh cá, thì họ nói cứ đi theo cái hướng mặt trời lặn á là đến Thái Lan. Và đó thì rồi tối hôm đó là bốn đứa là khiêng bỏ xuồng xuống, rồi bỏ mấy nước rồi thuốc lá rồi mấy đó, rồi là bốn đứa là đi thôi, cũng chẳng biết đi đâu. Thật ra khi mà cái thời điểm đó cái nguy hiểm giống như là khi mà mình gọi là mình gặp những cái khó khăn, những cái gọi là cái tuyệt vọng, những cái mà mình đường cùng rồi đó, thì mình phải đánh đổi thôi. Biết chứ nguy hiểm nhưng mà mình phải đánh đổi, mình cũng muốn đi tìm cái tự do, thì mình biết cái sự rủi ro, như là mình đi thì cũng, mà cái đó là giống như gọi là đi cái cơ hội mà thành công thì rất ít, mà cái gọi là cái rủi ro thì rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó mình chỉ mong thoát khỏi Việt Nam, thoát khỏi cái chế độ cộng sản để mình đi thôi, thì mình có một cái cơ hội mong manh nào có cơ hội là mình đi đó. Thì thật ra chẳng có mua bãi, chẳng có tổ chức gì, có bốn bốn người thôi, thì ông anh với hai người bạn ở đảo Phú Quốc là hai người địa phương, thì hai người đó cũng là em, cũng như là thật ra cũng nhỏ tuổi ông anh, gọi là em thôi, thì bốn đứa đi chung thì đóng chiếc xuồng trên đó, là tối đến cái ngày đó mình đi thôi, cũng chẳng có mua bãi, chẳng có tổ chức, chẳng gì hết á. Thì đi đi cái kiểu mà đi liều mạng thôi, cũng chẳng có biết, giống như tổ chức chẳng có. Thì lúc đó là chắc là bảy ta hoặc 7-8 giờ tối, tối rồi lúc đó là mới khiêng chiếc xuồng xuống là mới đi. Thì đêm đầu tiên mà lúc mà lên chiếc xuồng đi á, thì lúc đó biển nó êm thì đi mình cũng vui, lúc cái tâm trạng lúc đêm đầu mình lên ngồi thì vui lắm. Thì đi khoảng một thời gian giống như là cũng chắc không biết mấy tiếng, thì đi ra xa thì gặp có một chiếc tàu, không biết của tàu đánh cá của Miên hay là của Thái, không biết, của Miên. Thì mình đi tới gần thì nó mới đuổi đi, thì cứ bắt đầu là gió, sóng gió nó thổi đi tới đâu thì mình đi tới đó. Thì khi mà cái đêm đêm ngày đêm đi mà ra xa rồi đó, là lúc đó là sóng gió, lúc đó là cái mình gọi là nó vừa lạnh vừa ướt, vừa lạnh vừa ướt, tại chiếc xuồng đó mà mình thò tay xuống là đụng dưới nước rồi, là chiếc xuồng đó là giống như là lúc đó lạnh ướt, mà cái mền ướt mà mình đắp vào mình cũng cảm thấy ấm nữa, tại vì nó quá lạnh đi, gió ngoài biển nó lạnh quá. Thì đi thì giống như mình đi ban đêm, là giữa ngoài biển khơi thì nó đen mù mịt, nó đen chẳng biết là mình đi đâu. Thì đi đến cái ngày hôm sau thì mình đi rồi, sáng là tối rồi, sáng rồi thấy giống như ngoài biển là mênh mông rồi, chẳng thấy, lâu lâu thì mới thấy có một chiếc tàu ở xa thì xa nó đi ngang vậy thôi. Mà mình chiếc xuồng mình đi thì mình đâu có thể nào mình lái theo cái hướng của mình được, thì gió giống như nó thổi đi đâu đi vậy đó. Thì em nhớ là đi, khi mà đi tới có một buổi chiều đó, thì chiều đó thứ ba hay thứ hai rồi đó, thì gặp một chiếc tàu nó mới tới, nó vớt lên, tới tàu tới gần thì nó vớt lên, thì nó cho ăn lên đó trên tàu đánh cá. Thì nó lên, nó bắt đầu này, nó khi mà nó tới, nó cập tới thì
nó mình mới mình không biết, mình chỉ ra dấu, mình thấy rồi mình ra dấu, mình nói rồi mình biết ơn nó cho nó chiếc tàu, chiếc xuồng mình luôn, mình nói nghĩ là cho nó kéo theo, phải không? Thì khi mà nó kéo theo xuồng mình lên cho nó, đêm trên đêm đó là mình ở trên chiếc tàu đánh cá của Thái Lan á, thì nó cho ăn đói mấy ngày, nó cho ăn giống như tôm, nó nấu cà ri mà ăn ngon lắm, ăn đói quá mà ăn cái rồi nó cũng, mình đâu có biết ngôn ngữ đâu, thì cũng ra dấu vậy thôi. Thì sáng hôm sau thì họ mới chỉ mình trước xuồng á, là mình phải đi tiếp nữa. Thì mình nghĩ mình từ chiếc xuồng nhỏ mình lên được chiếc tàu lớn, mình thấy mình là mình thoát, gọi được gọi là mình tưởng là thoát chết rồi, ai ngờ phải đi tiếp. Thì rất cũng rất là sợ hãi, giống như mà thôi cũng phải đi thôi. Thì đi hôm đó đến cái chiều chiều ngày thứ ba thứ tư không biết, nhưng mà đang đi buổi chiều tụi tôi đang đi á, thì có một chiếc tàu Thái Lan ở đằng xa nó chạy tới. Thì chiếc xuồng của tôi nó đang đi như vậy, thì chiếc tàu Thái Lan nó chạy, mà nó chạy càng gần tới thì cái tốc độ nó không giảm lại mà nó vẫn chạy nhanh. Khi nó chạy tới thì nó tông vào cái mũi mũi xuồng đó. Khi mà sóng đánh thì nó mới trước nên chiếc xuồng nó không bị bể. Thì nó vừa tông lên thì ba đứa thì mình chụp mình bám vào cái con đĩa trên mấy cái móc ở trên tàu của Thái Lan á, mình nó leo lên, ba đứa leo lên được, còn một đứa thì nó còn kẹt ở dưới dưới xuồng á, thì nó mới lên tới tàu Thái Lan, thì tụi nó mới rượt chạy vòng 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 này nè. Thì ông anh của tôi thì mới quỳ lại nó, cái nó mới đá thì mới văng xuống biển. Thì lúc đó tôi cũng nhảy xuống biển luôn, thì người bạn tôi cũng nhảy luôn. Thì từ từ cái biển đó thì bơi tới chiếc xuồng nó, lúc đó khoảng cỡ hơn 100 mét khoảng đó, thì bơi lại lên chiếc xuồng. Thì cũng may là nó đi luôn, chắc có lẽ nó đi tới nó tìm phụ nữ mà không thấy phụ nữ thì nó bỏ đi luôn. Thì bốn chúng tôi mới leo lên chiếc xuồng và tiếp tục đi. Thì đi đi giống như mà giữa biển nó tối nịnh, cái nước mà nó ban đêm thì nó đen như mực, mà ban ngày thì nước nước biển nó cũng màu màu đen, mà đen kinh khủng, giống như nó đen đen đậm luôn. Mà mình lúc mà cái sóng rất là lớn, tụi tôi đi là tháng 11 mà, thì sóng lúc đó là giống như nó khi mà mình lên chiếc xuồng nó lúc mà nó sóng nó nhìn nó, mình ở đây thì nhìn lên cái trần nhà là cái sóng ở trên đó, mà khi mình nhìn lên mình nhìn xuống giống như thung lũng vậy đó. Thì chiếc xuồng nó cứ lên xuống này nè. Thì đi thì vẫn như là 4 ngày 5 đêm. Thì khi mà đi gần tới rồi thấy bắt đầu thấy cái nước biển nó cũng nó nhạt nhạt, thì lúc đó mới thấy những cái gọi là những cái mà cái trôi giạt rác rưới rồi gì nó trôi, những cây tre, những cái lưới rồi những cái phao đó, rồi thấy chim bay. Lúc đó thì mình mới nghĩ là gần tới bờ. Thì buổi chiều hôm đó thì đi thì thấy bắt đầu thấy hàng dừa đó, hàng dừa xa xa nè, mình không biết đó có phải là Thái Lan hay là Campuchia cũng chẳng biết nữa. Thì khi mà sóng nó đánh ầm ầm ầm, nó đánh chiếc xuồng nó văng lên bờ luôn. Là lúc đó là bốn đứa là văng văng lên bờ. Thì cái gì dân thổ dân cái dân của đó họ chạy tới họ xem, rồi xong là cảnh sát mới gọi cảnh sát nó tới. Rồi lúc đó là mình lúc mà đi tàu thì đi xuồng thì mình không có say sóng nha, nhưng mà khi mình lên tới bờ là lúc đó bị say đất, đi say ói mửa tùm lum hết. Thì họ mới đưa về cái trạm cảnh sát đó ở cũng cả tháng trời á, là trước khi mà họ đưa vào trong trại tị nạn Sông La, là ở trại cảnh sát đó là ở cả tháng trời, là ở cái khu đó là của mà gia đình của vợ con cảnh sát, ở sau nó có cái sân đó. Rồi mình ngủ cái trong cái sân đó, cũng có cái xe, nhớ có xe Nissan xe truck. Thì một ngày cứ ăn rồi ngủ ăn đó, rồi xong đến cao ủy, nó đến khi đợi cao ủy tới phỏng vấn
rồi bắt đầu mới đưa vào trại tị nạn Thái Lan, à, Songkhla. Khi mình rời khỏi Việt Nam thì cái giống như mình cũng khi mình đi mình giống như mình cũng đi mà mình rất là rạo rực, rất là mình cũng học vào phòng cũng lo sợ. Khi mà ra rời khỏi Việt Nam á thì mình cũng lo sợ đủ thứ, giống như mình bị bắt, bị công an bắt rồi bỏ tù, rồi bị lạc ở ngoài biển, rồi nói chung bị chết, rồi nói chung thì cái cảm, rồi mình có cái cảm giác là mình cũng mình mơ tưởng đến một cái đất nước tự do. Thì nói chung là nó cái cảm giác nó vui buồn lẫn lộn, cái lo âu và cái ước mơ nó lẫn lộn. Khi mà lên tới bờ, tới nước Thái rồi đó, thì mình cảm thấy được cái tự do, mà cái tới một cái mình thấy được đến bến 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 bờ tự do rồi, mình cảm thấy là rất là hạnh phúc, rất là mừng. Mặc dù là lúc đó là giống như mình không biết mình đi về đâu, nhưng mà mình nghĩ tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn. Đó thì ở trong trại Songkhla thì cũng vào trong Songkhla thì muốn làm thủ tục giấy tờ. Thì trại Songkhla đó thì nó nằm ngay dọc bờ biển á, nên có nhiều chiếc có những nhiều có những chiếc tàu Việt Nam đi thẳng vào trong trại Songkhla luôn. Có một chiếc tàu đó cũng là 35 người đi thẳng vào tới trại Songkhla luôn. Thì trên trại Songkhla nó cũng có những chiếc tàu, những cái xác tàu. Thì tối tối thì mình nhìn nhìn ra biển, nhớ quê hương lắm. Hồi xưa mình đi là mình nghĩ là đi một đi là không bao giờ trở lại Việt Nam. Mình nghĩ là giống như đi lúc đó là giống như là mình mất Việt Nam, mình mất rồi. Đi là không bao giờ, mình nghĩ không bao giờ có ngày trở về. Thì cũng rất là buồn, nhớ quê hương, nhớ đủ, cũng buồn. Thì ở trại Songkhla thì lúc đó thì chắc cao ủy cũng cho thì cho cái phát áo quần, hoặc là cho cái đó là hồi xưa nó gọi cái aerogram, giống như cái tờ bao thơ, nhưng mà không cần phải dán tem, mà mình nó có sẵn luôn, mình viết xong cái mình gấp lại á, thì giống như gửi về báo tin gia đình. Thì mình gửi về thì không biết bao lâu thì nó mới gia đình mới nhận được. Lúc mà đi trên biển á, thì lúc đó sợ lắm, giống như sóng gió rồi lạnh rồi giống như màn đêm, khi mà màn đêm xuống thì mình rất là sợ, mình tại vì xung quanh mình là một màu đen, nhưng mà khi mà mặt trời mọc lên mình cảm thấy một cái hy vọng, mà khi mặt trời mọc đó thì nó nóng, nó đốt cháy da, phỏng đứa nào cũng bị sunburn, bị đốt hết. Nhưng mà mình cầu nguyện lúc đó thì trên đó thì giống như sống vợ dữ quá thì cầu nguyện, đứa thì có mình bên Công giáo thì mình cầu Chúa, còn hai đứa kia nữa cầu Phật, không biết Chúa hay Phật độ thì không biết, nhưng mà mình cũng đi vào trong bờ thì cũng là cái đó, cái sự may mắn, nó nói sự may mắn mình cũng được đi giống như gọi là Chúa thương, là hay là một cái sự phù hộ gì đó thì mình mới đi được. Chứ còn có rất là nhiều người đi tàu lớn mà họ bị chết, hoặc là bị lạc trên biển, hoặc là bị bắt hay đủ thứ, mà mình đi cái kiểu mà đi liều mạng thì mà mình đi lại đi đi thoát. Có những người con gái điển hình là bà chị dâu của mình cũng cũng đi chiếc tàu rồi, mấy chục người mà 38 người như chết hết, còn có hai người sống sót. Rồi có những người con gái ở trong trại Songkhla cũng bị hải tặc họ nó hãm rồi, xong rồi nó truyền từ tàu này qua tàu kia, rồi xong cũng may mắn được đưa vào trong trại. Thì trong trại thì cũng có nhiều cái cảnh bi thương lắm, cũng
Mình cũng biết nhiều người bị hải tặc hãm rồi vào trong trại thì họ cũng giống như một cái họ phải trả một cái giá rất mắc, rất đắt để mà đi tìm cái tự do. Thì cũng may thì ở trong trại thì cũng có những cái vị linh mục, giống như cái trại Sông La thì có ông cha Chô người Mỹ, thì cha cũng giúp đỡ cho những người tị nạn, giống như cha cũng vào rồi cha cũng cho tiền cho những cái người, cho tiền những người không có thân nhân để có tiền mà mua đồ ăn hoặc là nãy kia, nó cũng xoa dịu đi cái nỗi đau. Rồi xong ở trại Sông La được biết mấy tháng rồi bắt đầu mới chuyển lên lên trại Sikkim. Lên Sikkim thì lên lên đó là năm 8 1985. Lên trên đó thì ở vào trong đó thì khi mà mình ở đó phải 1 năm thì mới có được cái gọi là cái số T hay số gì đó để mà gọi là mình mới đủ tiêu chuẩn để mà mình được gặp phái đoàn. À, mà có cái số đó là để mình gặp phái đoàn thôi, còn nếu mà muốn được đi Mỹ, tại ai cũng ước mơ đi Mỹ hết, thì đi Mỹ là phải phải có tiêu chuẩn. Thứ nhất là có trực hệ, là giống như có họ anh em ba mẹ hay là vợ chồng ở bên Mỹ bảo lãnh. Đó là cái diện thứ nhất. Diện thứ hai là minor, là dưới tuổi thành niên, không có giống như 10 dưới 18 tuổi thì cái diện đó. Rồi diện mà cựu quân nhân là những người mà phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa hoặc là con của cựu quân nhân, thì tôi thuộc dạng là con của cựu quân nhân. Thì mình có cái diện đi thôi chứ không phải là mình bảo đảm để mình được đi, có cái diện để mà mình xin đi. Thì cũng tùy theo cái phỏng vấn gọi là hên xui nữa. Thì lúc mà ở Sikkim là chưa có phỏng vấn, Sikkim là giống như mình ở đó. Thì mỗi cái trại Sikkim là rất là cực khổ, thì giống như là thiếu ăn, giống như cái chỗ ở mỗi người nó đưa cho mấy trăm người ở trong một cái barrack á. Cái barrack đó thì mình nói một cái người ở cái chỗ mà nếu mà độc thân á, thì bề ngang thì khoảng cỡ hơn một gần thước, rồi bề dài khoảng 5-6 thước rồi đó. Rồi đó là cái chỗ ở. Rồi một ngày nó họ phát cho mình hai buổi sáng, hai như là hai xô nước sáng, thì sáng mà nếu mà ngủ quên là khỏi có nước luôn. Rồi chiều cũng vậy, đến giờ nó phát nước. Thì đồ ăn thì một tuần phát mấy tuần phát 2 lần, thì gạo với là rất là ít nữa. Thì có những người có thân nhân bên Mỹ hay thân bên Úc bên Canada thì họ được có tiền họ họ gửi qua, còn mình diện mồ côi á, thì rất là khó khăn. Thì ở trong trại Sikkim đó thì cũng có sinh hoạt, cũng có quán xá, rồi cũng có chùa, cũng có nhà thờ. Thì rồi lúc đó thì cũng mình cũng tham gia vào trong ca đoàn. Thì cha Peter Nam Quang thì cha cũng thỉnh thoảng cha vào trong nhà trong trại để cha làm lễ. Thì đó cha có rất nhiều tị nạn, cha đâu có biết, mình cũng đâu có gọi là mình biết cha mà giống như thân với biết cha đâu, chỉ là gặp cha rồi thương cha, mến cha, muốn được chụp hình với cha thôi, chứ thật ra cha cũng chẳng biết mình là ai, phải không? Thì có những cái tấm hình đó bây giờ về mình vẫn còn giữ. Bây giờ thì mình có dịp để mình ngồi xuống mình nói chuyện với cha mình, còn chứ hồi xưa là cha đi vào trong trại tị nạn thì mình là giống như mình chỉ là một trong những cái con chiên mà cha dìu dắt thôi, chứ cha cũng đâu có biết mình là ai, cũng đâu có. Thì cái thời gian đó thì mình cũng khó khăn, thì cũng cha cũng có những cái quỹ, thì những cái người mà không có tiền đó thì mình có thể mình nộp đơn xin. Rồi thì hồi đó cũng xin một lần cha cái hội của cha, giống như là cha ủy quyền cho những cái người làm việc á, rồi cứu xét cũng được, như cũng được mấy trăm bạc tiền Thái Lan không nhớ, 300 hay 400 không nhớ, nhưng một lần có. Thì
Thì ở đó thì có đi học Anh văn thì mình đâu có cơ hội mình đi học đâu, tại cái trường Anh văn nó phải ghi tên, phải đứng nhiều lắm, nhiều đứng phải đợi lâu á, còn mình phải học thì giống như mình cũng tự học thôi. Có cuốn từ điển rồi cứ tự học, rồi học được chữ nào hay gì đó thôi đó. Rồi ở trại CQ một thời gian thì cái trại CQ gần đóng cửa thì bắt đầu họ mới chuyển lên trại Banaticom. Thì ở trại Banaticom mình cũng nó sinh hoạt nó cũng khó khăn hơn CQ nữa. Thì phỏng vấn mà anh biết khi mà lên phỏng vấn là nó sẽ dán cái tờ giấy tới tới cái chỗ nó dán tờ giấy rồi các ai có tên đi phỏng vấn. Trước đi phỏng vấn thì rất là hồi hộp, thì tùy theo cái phỏng vấn là giống như tùy theo cái tâm trạng của cái người phỏng vấn. Họ vui thì ngày đó vui, họ vui thì họ nhận mình. Còn họ không vui là họ có thể họ họ bác họ, mà khi mà họ bác mình là phải đợi 1 năm sau. Có những người có thân dân ở bên Úc, bên Pháp hay là bên Mỹ gì đó, Canada gì, bắt đầu cái nó đá qua đá lại, ok mày có anh ở bên Mỹ thì để cho anh bên Mỹ mày nhận, cái thằng Mỹ nó mày có chị ở bên Canada thì cho chị Canada nhận. Rốt cuộc mình có một người mình biết là ở lâu hơn là những cái diện mồ côi luôn, tại vì nó đá qua đá lại đó. Thì khi mà lên phỏng vấn rồi mình cũng rất là hồi hộp. Có những người cái thái độ giống như họ giỏi tiếng Anh hoặc là cựu quân nhân, nhưng mà lên có cái thái độ với cái người phỏng vấn giống như ta đây á, là cái là nó không nhận. Thì mình lên mình cũng phải qua 3 cái phỏng vấn. Thứ nhất là nó lên nó gọi là GVA, là phỏng vấn sơ khởi á, là nó ở coi phỏng vấn xong đó rồi nếu mà mình là cựu quân nhân hay là con của cựu quân nhân thì mình mới qua cái gọi là EAO hay là cái gì là em quên quên rồi, nhưng mà cái đó là gọi là về quân đội. Thì nó hỏi phải có những giấy tờ giống như hình hài của bố mẹ hay anh chị nó ở đây, là mình chứng thực là con của cựu quân nhân. Thì ngày hôm đó là thường là mỗi phỏng vấn là phải đợi 1 lần, giống như mình phỏng vấn là một phỏng vấn, ngày hôm đó mình hên là bên phỏng vấn 2 cái, là cái nó cho nó cái người bên kia nó còn có thời gian á, cái INS á, còn cái thời gian. Tại thường nếu như một cuộc phỏng vấn là chỉ được 1 lần, là mình bắt đầu hẹn phỏng vấn là cái kỳ sau. Còn này mình hên là mình vô cái nó có thời gian, nó phỏng vấn 2 lần luôn, cuộc mình qua bên chỗ là INS, chỗ đó là phỏng vấn là nó chấp nhận luôn. Thì rất là mừng khi mà đi ra mà được, giống như mình được, mình mừng lắm. Lúc đó là mình mới biết là mình đi về đâu, còn tương lai thì cũng chẳng biết, là ở trại tị nạn chỉ có ước mơ thôi, cũng biết mình không biết mình sẽ đi về đâu, tương lai đi về đâu, ai cũng mơ ước đi đi Mỹ. Thì khi mà được phỏng vấn chấp nhận là mình được vào Mỹ đó thì rất là mừng. Rồi sau ở một thời gian thì họ mới đưa qua bên Philippines học Anh văn, rồi học văn hóa 6 tháng thì mới mới đưa đến Mỹ. Cái thời điểm của tôi thì không có thấy chứng kiến là tuyệt vọng đi đến cái chết, là lúc đó có những người họ đợi lâu. Bạn tôi đợi 7 năm, 7 năm trời đi phỏng vấn không có diện đi. Rồi có những người họ 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 có giống họ tuyệt vọng về cái vấn đề gì, vấn đề nọ mình không biết, nhưng mà mình cũng có thấy những người giống như họ bị chán nản, họ bị đăng ký đi, hồi xưa gọi là phục quốc á, là cái thời mà gọi là cái thời mà lúc đó còn gọi là phục quốc, thì có những cái người ở trong trại tị nạn họ họ đi đi phục quốc. Họ đó cái thời cái đó của cái nhóm nào quét nhóm phục quốc ở bên Mỹ nè, cái nhóm gì quên tên nữa, cũng nhớ cái nhóm đó rồi. Thì họ đi phục quốc, đi phục quốc thì cũng có những cái người đó họ chán nản họ đi. Nói chung mỗi cái trại tị nạn nó cũng có đều một cái kỷ niệm đẹp. Thì ở bên đó thì mình cũng có như lâu sông La thì cũng có những giống như
cái kỷ niệm mà cũng quen, hồi xưa mình cũng mới lớn rồi cũng quen một cô bạn chung, thì đó là cũng là một cái kỷ niệm đẹp. Rồi đến trại CQ thì cũng có những cái kỷ niệm đẹp, giống như là chiếu phim là chiếu từ chiếu nguyên đêm luôn, chiếu từ từ 7 cỡ 7 8 giờ tối, tối rồi bắt đầu chiếu đến sáng luôn. Là trước giống như là chở có cái chiếu phim đó là giống như bao nhiêu, giống như là cái khi mà nghe nói là tháng sau có chiếu phim là bắt công, rồi cả trại là giống như là háo hức, giống như là mừng lắm, là đi giành chỗ đi ra tới cái bãi rồi chiếm chỗ trước rồi. Là giống như cái đó là một trong những cái gọi là cái kỷ niệm đẹp, là giống như xem phim, tại mình ở trong nước rồi mình đâu được coi những cái phim tàu với là phim ca bồi, phim Mỹ đó. Rồi ra ngoài đấy mình coi, với là đêm đó là nó cũng được tự do không? Thì đi lại thường ở trong trại trại CQ á, thì họ có giới nghiêm. Có ba cái khu là khu A, khu B, khu C, là sau 10 giờ là khu nào ở khu đó là không có được đi qua. Thì chỉ có cái ngày chiếu phim đó là muốn là không có giới nghiêm. Đó thì cái ngày đó thì rất là vui. À, người ta cũng nói là giống như cái ngày đó là sau cái chiếu phim là cái dân số nó cũng tăng lên đó, tại vì mấy cô mấy cậu là giống như là tha hồ mà giống như là được gần gũi nhau những cái sau những cái ngày tháng mà khao khát nữa. Thì khi mình ở Philippines thì mình đã được giống như đã chấp nhận vào Mỹ rồi, thì ở bên này thì họ có những cái hội coi như hội công giáo, hội giống như Catholic Charity, họ giống như thì họ mới bảo trợ cho mình. Thì tôi đến nước Mỹ là tháng tháng 2, như ngày 2 tháng 2 87. Thì khi mà bay từ Philippines qua sân bay San Francisco, thì khi mà mình lúc đó mình tháng tháng 2 ở San Francisco lúc đó có tuyết nữa, lạnh lắm, tuyết, mà mình thấy những cái người mà làm trong ở ngoài phi trường á, họ phải lái những cái xe forklift những này kia, mà nói ồ mấy người này làm tội nghiệp quá, làm trong tuyết lạnh mà cũng phải làm. Nhưng mà sau này mới biết là kiếm được cái công việc ở chỗ đó không phải là dễ, phải không? Thì khi mà bay từ San Francisco mà bay về Kentucky á, về Louisville Kentucky, thì khi mà mình ở trên máy bay mình nhìn xuống mình cảm thấy rất là buồn, nhớ quê hương, mình cảm thấy thật là xa quê hương, thấy buồn lắm, giống như mình rất là giống như mình nhớ quê hương. Mà đó là giống như khi giống mình thấy cái tâm trạng lúc đó mình bắt đầu bước vào cái cuộc đời giống như mình, tức là mình xa quê hương, lúc đó mình cảm thấy thật sự là xa quê hương á, nhớ lắm. Rồi khi mà máy bay về tới bay đến Kentucky, ở Louisville Kentucky, thì có người Việt ra đón, tại vì những cái người bên đó họ ra đón thì người Việt đến trước thì họ bảo trợ cho người Việt đến sau. Để ra đón thì họ đưa trở về về cái chung cư thì họ đã mướn cho mình sẵn rồi. Thì lần đầu tiên về vô cái chung cư đó, lần đầu tiên là mình thấy có tủ lạnh, có nước ngọt, rồi có nho, có táo của mình, nói chung rồi có giường nệm, cái cảm giác cũng rất là thích, giống như lần đầu tiên được nằm trên giường nệm với là mình rất là thích. Thì mình ở bên Kentucky được sáng mấy bài sau, rồi mai sau thì họ mới dẫn đi mua áo lạnh, rồi bắt đầu đi vào lên xin chương trình chính phủ. Rồi họ cũng xin cho mình đi tìm việc làm. Lúc đó tôi cũng đi làm, mình cũng biết được chút tiếng Anh. Thì đi làm cái trong cái hãng về cái hãng nhựa đó. Mà hãng nhựa dây chuyền họ sản xuất ra những cái ống nhựa, những cái giống như cái ống ống nước, rồi ống những cái đó mà làm cái đó là khi nào máy nó ngưng thì mình mới được ngưng thôi, chứ chứ không thôi là mình làm chậm là nó dồn mấy cái ống, nó dồn tại mình không kịp. Làm họ trả có 4 đồng 25 đồng giờ, 4 đồng 25 xu giờ,
làm thì cứ cực lắm. Nhưng mà mình làm đó được vài tháng thì mới ông anh ông mới có bạn ở bên San Diego này, thì ông về bên này trước, thì lúc đó tôi còn ở bên đó một mình. Tôi cũng chán, tôi cũng muốn tính đi học cái job call, là đi học cái nghề đó. Thì ông anh ổng mới kêu về bên này, thì mình mới về bên này. Thì khi về bên cái San Diego này thì ở nhà người bạn của quen đó thì cũng đi đi phụ nó, rồi bắt đầu mình đâu có ăn trợ cấp gì đâu, rồi mình đi làm đủ nghề hết. Đi làm nhà hàng, đi làm đi cắt cỏ, đi bỏ báo, rồi đi làm furniture, đi làm bằng chỗ bàn ghế, rồi đi làm McDonald's, rồi mình đi học tiếng Anh thêm, thì cũng xe phòng chỗ này, xe phòng chỗ kia, cũng buồn lắm. Giống như phần thì lúc khi mà qua tới Mỹ là nhúc nhớ là ở bên Kentucky là làm được dư được mấy trăm đô là gửi về cho gia đình, mà hồi xưa là gửi chưa có đường mà gửi từ Mỹ về Việt Nam, phải gửi qua Canada, mà gửi thời gian không biết sao nó không nhận được, không nó không được nó phải trả lại đó, thì rất là khó khăn. Thì em đi bỏ báo rồi xong cái rồi đó, đi học học ở dưới trường Community College đó, rồi cái tụi hải quân nó mới gửi gửi cái giấy tuyển mộ. Thì lúc đó mình cũng chán, mình chán thật ra cũng buồn, giống như mình cũng sinh ra trong một cái đất nước mà nó bị chiến tranh triền miên, rồi những cái tàn phá, những cái nên cái điều cuối cùng người ta muốn làm là người ta đăng lính đi. Lúc đó tôi cũng chán, giống như buồn với mình, giống như có người anh nhưng mà cũng không có gần gũi, không có thân, nên nên mình cũng buồn. Cái đăng ký thì xuống đăng ký rồi thi tiếng Anh rồi thi toán thi gì không biết sao mà cũng 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 đậu nữa. Thì lúc đó mới đi quân trường ở San Diego. Thì khi mà mình đi sớm rồi mình phải đợi, tại lúc đó tháng 8 đi sớm phải đợi, thì xuống ở dưới kia mình ở trong cái hotel á, là ở tạm thời gian để mà đợi cái ngày quân trường nó mở. Thì mình mới ở đó là sáng cái check out, tối check in cứ vậy quá, rồi ở trong hotel đó rồi xong đi vào quân trường. Rồi quân trường ở San Diego là lúc đó ở Mỹ mới có 2 năm mà tiếng Anh cũng đâu có rành. Dạ 89. Thì qua tới Mỹ là 87 mà đi lính là năm 89. Ở Việt Nam thì mình khỏi nói rồi, ở Việt Nam thì quá cực khổ, mà gọi là mình sống còn giống như mình không có nhân quyền, mình không giống như mình sống, thực ra nó giống là tận cùng của cái khổ. Còn ở trại tị nạn là mình khổ nhưng mà cái cảm giác nó rất là hạnh phúc, là mình đã thoát ra khỏi được cái chế độ của cộng sản, và mình hướng về cái tương lai, mình thấy tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn. Còn ở trong quân trường á, thì lúc đó thì mình cũng buồn. Mình tiếng Anh thì mình cũng lúc đó cũng không có rành lắm. Rồi ở trong quân trường mình mỗi ngày đi tập về á, là phải tập họp lại, ngồi cái gọi là cái phòng họp, cái formation room, để mà nhận thư tờ từ giống như là gia đình họ gửi những cái thư từ, rồi những cái bạn gái hay là bạn trai, bạn gái thì nó gửi hình, gửi này kia, gửi món quà Giáng sinh, tại mình lúc đó mình đi vào quân trường tháng 11 mà. Thì mình ngồi trong đó, mình biết là mình đâu có nhận được thư từ đâu, nhưng mà mỗi đứa phải đều ngồi đó. Còn mình thấy cũng tủi thân, tại vì tụi Mỹ mấy đứa bạn đó thì nó nhận được quà rồi hình của bạn gái rồi những nãy kia, thì mình phải ngồi, mình biết là mình không có cái thư từ hết.
Còn tụi nó náo nức là tụi nó nhận là hôm nay là có quà, nó nói là thằng này là thảy quà giống như là thơ từ gia đình gửi tới. Thì lâu lâu họ cũng cho cái điện thoại để mà gọi ra ngoài, đến cái giờ gọi về thăm gia đình mấy phút thì mình cũng đâu có gia đình để mình gọi, gia đình ở Việt Nam mà, thì anh ở đây thì mình cũng không có thân. Thì nói chung thì trong mấy tháng quân trường mình cũng cũng đi học tiếng Anh, thì lúc nào cũng cầm cuốn từ điển, có mình có một người bạn giống như họ ảnh chán quá, ảnh nói là ảnh không đủ tiếng Anh là ảnh đi ra ra khỏi lính. Thì sau khi mình lúc mà đi lính á, để kể quay ngược là lúc mà đăng ký lính á, thì lúc đó mình chán. Thì khi mà đi lính ở Mỹ này nó cho đi học nghề, nó gọi là e-school, đi học ngành đó, mình đâu có biết gì đâu, thì đâu có học ngành gì đâu. Thì nó vô trong đó thì lúc đó nó hỏi mày muốn đi đi hải quân nhưng mà đi cái ngành nào, nó có là nó gọi là airman, seaman hoặc là fireman, là giống như bên bên về bên làm về bên biển hoặc là bên cứu hỏa. Tại trên tàu có những đứa mà để mà khi mà tàu nó bị tấn công bị cháy gì kia là những cái đứa phải cứu hỏa chữa lửa đó. Đó thì mình đâu có cái những cái gì đâu có biết, mình đâu có biết gì đâu. Là khi mà học trong quân trường đó, đến lúc học quân trường xong á thì nó mới đưa mình qua học cái lớp mà Seaman Apprenticeship, là học cái lớp mà thủy thủ. Thì qua đó học thì mấy thằng Mỹ thì nó cũng đi chơi, mấy thằng bạn nó đi đi nó học xong nó đi chơi, còn mình đâu có ai, tối ngày cứ học. Vậy mà lúc mà ra trường là mình là đứng là người học sinh ưu tú nhất trong lớp, mình được cái nó mới cho cái đi học ngành. Rồi nó thăng lên cấp. Rồi bắt đầu đi học qua bên học cái ngành gọi là bên về bên phụ tá nha sĩ, bên quân y. Cái kinh nghiệm mà tham gia cái Desert Storm á là lúc đó là khá hai lần, một lần là giống như là 99 đâu 91 là cái thời là ông Bush cha, là lúc đó là chuẩn bị đi nhưng mà không có đi. Nhưng mà cái 2003 là lúc đó tàu của em là ở bên tàu ở bên vịnh đó, bên Persian Gulf á, thì lúc đó là tháng 3 2003 thì ông Tổng thống Bush ông mới ra lệnh là tấn công Iraq. Thì tàu cũng có tham gia giống như bắn hỏa tiễn, những cái tàu mà chung một cái nhóm nó bắn hỏa tiễn vào giống như là vào trong bờ thôi. Thì khi hỏa tiễn nó bay thì mình cũng cảm thấy mình cũng giống như tụi bạn lính nó cũng reo hò, nhưng mà mình cảm thấy cũng buồn. Tại vì mình khi mình biết là những cái hỏa tiễn đó khi mà nó chạm vào cái mục tiêu thì sẽ có những người mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, mất con. Đó. Thì trong thời gian đó thì cũng bắt tù binh của tụi Iraq lên tàu để mà chuyển qua rồi phỏng giống như điều tra rồi vậy đó. Đó, thì lúc đó thì tàu đó chỉ là tham gia ngoài biển thôi chứ không có đi vào trong bờ. Thì nhưng mà mình thấy thì giống như mình đã từng sống trong một cái đất nước chiến tranh, thì mình thấy mỗi cái lần chiến tranh thì mình sẽ có những mất mát, những chết chóc, rồi cũng buồn chứ cũng không có, cũng cảm giác cũng cũng buồn. Có những đứa nó buồn không biết vấn lý do gì, nó cũng bị nó buồn. Trên chiếc tàu mình có một thằng nó tự tử như nó không biết vì lý do gì, nhưng mà mình thấy những cái cảnh đó mình cũng buồn. Cái cuộc chiến đó ở 2003, cuộc chiến đó thì nó cũng làm mình nhớ lại cho những cái cuộc chiến ở Việt Nam là trước năm 75 đó, là những cái ngày cuối cùng là mình cũng ở Long Khánh đó, là lúc đó là nhà thấy những cái máy bay. Tại lúc mà năm trước năm 75 là nhà cũng có một cái nhà ở Quảng Biên ở gần Trảng Bom, ở gần Long Khánh đó. Thì mỗi ngày mình cũng thấy máy bay bay chở giống như canông, chở rồi thả bom
rồi rồi sau mình thấy những cái người lính đánh trận rồi chết chóc gì đó, mình thấy giống như những cái gọi là mất mát, rồi mình cũng nó làm cho mình cũng hồi tưởng là những cái cảnh đó, mình chạy giống như mình cũng đau lòng lắm. Nhưng mà mình phục vụ cho quân đội, phục vụ cho đất nước thì mình chỉ cho phục vụ cho mình thôi. Nói chung thì mấy cái người bên kia chiến tuyến thì họ cũng vậy, họ cũng chẳng mình nghĩ họ cũng chẳng có mong gì chiến tranh cả, chỉ giống như họ chỉ phục vụ cái trách nhiệm của họ thôi. Mình đi 20 năm trong quân đội, mình đủ tiêu chuẩn để mình dạy ngũ, và mình dạy ngũ 2009, 2009 là dạy ngũ ra thì mình về San Diego đi học lại, lấy cái bằng cử nhân bên gọi là công lý hình sự, là Criminal Justice, rồi sau đó mình lấy cái bằng Master bên Forensic Science, là giống như điều tra tội phạm. Rồi nhưng mà mình giống như mình ước mơ hồi xưa, rồi giống như là mình lúc mà tôi ở Việt Nam học chưa hết lớp 6, chưa bao giờ mình học qua trung học cả, nên mình thấy khi mà qua tới Mỹ hồi đó mình thấy ai có cái bằng cử nhân á, mình rất là mơ. Mình cũng muốn được có một cái bằng cấp đó để mình ra xã hội, mình cũng là một cái người có học. Cũng nhờ cái quân đội, khi mà mình ra lính rồi thì bên VBA á, họ cũng cho tiền mình đi học. Đó cũng là một cái khuyến khích. Nên mình đi học lại, mình cũng lấy cái bằng, mình cũng là một người trong gia đình đầu tiên là có cái bằng đại học. Học xong thì mình cũng treo trên tường thôi, nhưng đó là những cái thành quả của mình bằng mồ hôi nước mắt của mình. Không có ai, giống như dù cha mẹ có tiền đi nào đi nữa cũng không thể cho mình được cái bằng cấp, cái đó là phải nỗ lực riêng chính mình. Chắc hồi nhỏ thì mình cũng Nhớ lại câu hỏi của em trước. lý do là mình thích làm thơ đó là hồi nhỏ là mẹ mẹ cũng rất là thích đọc về, mình nghe mẹ đọc về với là thơ, thì hồi nhỏ mình cũng thích nhưng mình cũng không biết. Thì khi mà mình lớn lên rồi á thì cái cơ may mà để làm thơ đó có thể là vì cái cuộc sống, cái kinh nghiệm. Tại làm thơ thì có thể là dùng, có những cái tâm sự mình không có thể nào mình nói ra, mình có thể mình dùng thơ để mình diễn tả được cái cảm xúc của mình. Thì cũng viết thì mới bắt đầu mình cũng nói chung là mình viết, là mình hồi nhỏ thì lúc mình học chưa hết lớp 6 mà nên cái trình độ mình cũng kém thật ra, nhưng mà mình học hỏi, mình đọc thơ rồi trải nghiệm cái cuộc sống, rồi từ đó thì mình mới viết ra những cái vần thơ, rồi mình có cái kiến thức hơn, rồi mình có kinh nghiệm hơn, thì mình viết thì cái thơ của mình nó cảm xúc hơn. Làm thơ thì lúc khi mà bắt đầu làm thơ là chắc lúc mà 18 tuổi thì cũng biết chút chút, viết đại vậy thôi. Nhưng mà sau này thì mình viết thì nó chuyên nghiệp hơn. Khi mà sau khi ra lính thì viết nhiều hơn. Còn trong thời gian trong lính đó, thì cũng có viết, giống như viết nhưng mình không có gọi là viết xuống. Giống như mình viết rồi để viết đâu rồi để, rồi mình cũng để nó viết rồi xong, chứ mình không có ghi chép lại. Không, cũng hạn như có thời gian đó là cũng có viết mấy bài, nhưng mà mình không ghi chép. Nhưng mà sau khi ra lính rồi á thì tôi mới viết nhiều hơn và ghi chép, rồi mình có thể là mình lúc đó mình cũng có thời gian hơn, hoặc là mình có nhiều cảm xúc hơn thì mình viết. Rồi
Thật ra cái bài một đoạn cái bài thơ của Nghệ Sông La thì nó có mấy đoạn, nhưng mà cái đoạn hai mình đọc nó là ngày ấy, có một đoạn thôi: ngày ấy tình tôi thật dại khờ, yêu mà câm nín viết thành thơ. Hai đứa ngồi bên cây cổ thụ, ngắm từng con sóng nhỏ vô bờ. Ngày ấy tình em thật ngọt ngào, thơ tình em viết đẹp làm sao. Em cười nũng nịu, đừng quên nhé, đừng quên bé Đỗ Thị Anh Đào. Thì thơ thì cũng, cái chuyện tình nó cũng có. Đây là cái tập thơ của Đỗ Thị Anh Đào tặng cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà hồi xưa là mình giống như cái tình yêu là tình tình yêu trẻ con. Nhưng mà cái đó là cũng là một cái kỷ niệm đẹp. Cái này là tập thơ của Đỗ Thị Anh Đào, yêu màu tím. Thích hoa sim, giỡn nhưng nghiêm, dễ chịu nhưng khó hiểu. Đó là Dũng cũng là những cái kỷ niệm. Thật ra làm thơ thì cũng giống như có hư cấu, có thêm mắm, thêm muối cho nó lãng mạn, hoặc là nó bi thảm hay gì đó. Nói chung là ở trại tị nạn có nhiều cái tình yêu thì nó cũng lưu luyến lắm. Tại gặp nhau rồi bắt đầu đi, người đi đi nước này, người đi chỗ khác, giống như. Nhưng mà cuộc sống mà cũng phải cần có cái tình yêu, con người phải có cái tình yêu để có một cái hy vọng. Và cái tình yêu nó làm cho con người mình nó cảm thấy nó giống như mình nó con người mình cần phải có, nó có cái tình yêu làm cho mình nó ấm cúng hơn, làm cho người mình giống như mình thấy cuộc đời nó đẹp hơn. Vì lý do duy trì được tiếng Việt là mình cái ngôn ngữ, đối với tôi ngôn ngữ, mình là người Việt, cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Mình phải luôn nhớ cái nguồn gốc của mình. Và hồi xưa thì nói chung cái học vấn thì nó rất khó khăn, còn thời buổi bây giờ học vấn là nó dễ, tại vì có internet, có những cái thông tin mình học hỏi, mình không có biết chính tả, mình lên đó nó cũng giúp cho mình viết cho đúng. Rồi những cái văn rồi thơ rồi mình đọc, mình tìm hiểu, thì mình trao dồi. Quan trọng là mình có muốn duy trì cái ngôn ngữ của mình hay không. Cái quan trọng đó, mình phải biết cái nguồn gốc mình ở từ đâu, rồi mình giữ cái ngôn ngữ thì rất là quan trọng. Tại vì muốn học cái ngôn ngữ mới rất là khó, còn mình đã là cái ngôn ngữ mình người Việt sẵn rồi thì mình phải nên duy trì và dạy. Nhất là có những người Mỹ ở đây họ sợ con cái của họ không biết nói tiếng Anh, tiếng Mỹ, nên lúc nào họ nói chuyện với con tiếng Mỹ, cái đó mình nghĩ là cái đó một cái sai lầm. Tại vì con nít ở đây á, tiếng Mỹ nó học nó sẽ tự động nó biết thôi. Còn cái ngôn ngữ Việt Nam á, mình phải dạy cho nó nói tiếng Việt. Ở nhà mình phải nói tiếng Việt, dạy cho nó tiếng Việt, để sau này lớn lên nó biết được hai thứ tiếng, nó cũng có lợi thế rất là nhiều. Cũng giống trong quân đội, lúc tôi đi trong quân đội tôi biết được tiếng Việt á, thì nó cũng cho thêm cái tiền đó là tiền gọi là language skill. Yeah. Không phải là vì cái tiền, nhưng mà mình biết cái ngôn ngữ được, mình biết càng nhiều ngôn ngữ là mình, cái đó là cái lợi thế của mình. Cái ước mơ mà có cái bằng cấp, cái nỗ lực nào để mình có một cái bằng cấp, giống như trong gia đình mình là cái người đầu tiên có bằng cấp đại học, thì thứ nhất là mình cái ước mơ, trước tiên là mình phải có ước mơ và mình phải biến cái ước mơ mình thành cái sự thật. Mình muốn biến ước mơ mình thành bằng sự thật đó, mình phải nỗ lực, phải cố gắng. Giống như tôi rất là khó khăn, tại vì tôi không có cái bằng trung học, không có thi ở Mỹ này á, mỗi lần mình đi apply xin cái trường là nó hỏi cái phải có cái transcript, nó phải hỏi cái mình phải có học trường nào, nên cái đó là cũng là một cái trở ngại rất là khó khăn lớn. Nhưng mà mình quan trọng mình là cố gắng hay không, mình cố gắng thì mình sẽ làm được.
Tại bây giờ là bằng cấp đại học bây giờ họ cũng tạo ra điều kiện cho mình học trên mạng, học ở nhà, học ăn thua là mình có cố gắng hay không. Đó. Thì nếu mà mình, đó là những cái sự cố gắng của mình, mình ước mơ, mình muốn, là muốn thì mình phải cố gắng và thực hành. Là một người lính hải quân thì tôi cũng chia sẻ với các quý vị, nếu mà quý vị có con em thì cũng nên cho con em tham gia vào trong quân đội, vì đó là một cái môi trường tốt. Cái tuổi 18 tuổi đến 20, 22 tuổi, cái tuổi đó là dễ bị ảnh hưởng với bạn bè. Thì khi mà vào trong quân đội là nó cái môi trường để dạy cho con em chúng ta cứng cáp hơn và có kỷ luật hơn, và có một cái hướng đi trong cuộc sống, nó trau dồi cái gọi sức khỏe và cái trí tuệ. Theo thì cha mẹ phụ huynh Việt Nam thì cứ nghĩ là mình trong quân đội là đi nguy hiểm cho con cái, tại vì tôi cũng hiểu rằng giống như phần đông Việt Nam mình, phụ huynh Việt Nam là sống ở nước Việt Nam, mình thấy chiến tranh nên mình nghĩ trong quân đội đi như vậy là chết chóc. Nhưng mà thật ra nó cũng có số phận con người, nó không phải dễ đâu, không phải là dễ chết đâu. Mà vào trong quân đội, thứ nhất là mình đóng góp cho đất nước Mỹ, một cái đất nước đã cưu mang mình. Thứ hai nữa là đó là một cái gọi là một cái công việc, tiếng Mỹ nó gọi là career. Là thí dụ như vào trong quân đội 18 tuổi, đi 20 năm mình đã cũng có cái tiêu chí hưu rồi. Mình có thể mình ra mình làm công việc khác, hoặc là mình đi 4-5 năm. 4 năm thì mình nó cũng có cái chương trình chính phủ giúp cho đi học đại học đó. Nhưng mà đó là cũng là mình đi trong quân đội, đó một cái sự hãnh diện cho gia đình, cho bản thân, và đó là cũng là một cái cơ hội cho mình. Nên khuyến khích con em đăng lính đi quân đội, đi lính. Cái tầm quan trọng để gìn giữ cái lịch sử và cái của người tị nạn mình đó, thì rất là quan trọng, vì mình phải nên nhớ, lúc nào mình cũng phải nhớ là vì sao mình phải bỏ quê hương đi. Và mình cũng nên nhớ rằng cái giá mình phải trả cho cái sự tự do như thế nào. Mà cũng muốn cho con em biết những hôm nay, những cái thành quả, những cái gì con em của chúng ta được là nhờ cái sự hy sinh của bố mẹ, của những người đi trước, phải đánh đổi bằng mạng sống, đánh đổi bằng tất cả để mà cho con em được cái sống tốt đẹp và tự do. Thì cái lịch sử rất là quan trọng, vì mình không biết lịch sử thì mình sẽ lập, giống như mình nói không biết lịch sử là mình sẽ lập lại những cái sai lầm. Mình biết lịch sử để mình tránh những cái sai lầm. Thì cái tự do rất là quan trọng đối với con người chúng ta. Nên mình ở Mỹ là một cái đất nước tự do, mình phải đóng góp, mình phải duy trì, mình phải tham gia để mà duy trì cái tự do cho con em mình sau này, chứ không phải là mình tới đây mình ở đất nước tự do mình không có làm gì hết. Mình phải đóng góp, mình phải đặt cái quyền lợi của nước Mỹ đầu tiên, mình là người Mỹ. Có nhiều người Việt và những cái người ở nước Mỹ nhưng mà lại không có coi nước Mỹ là cái quê hương, mà chỉ là coi nước Mỹ là cái nơi kiếm tiền rồi vậy thôi. Mình phải coi nước Mỹ là cái quê hương đã cho mình cái cuộc sống, giống như nước Mỹ mình có, cũng có nói là mình có sự lựa, mình không có sự lựa chọn mình sinh ra ở nơi nào, nhưng mà mình có sự lựa chọn ở nơi nào. Mình đã chọn ở nước Mỹ vì nước Mỹ nó đem đến cái tự do hạnh phúc cho mình, thì mình nên đóng góp quan tâm đến chính trị, đến đất nước Mỹ.